Hello các chị nhá, vào lại giúp em với nhá. Đang bom thì mạng nó bị lật quá, ao ra các chị ạ. Vào lại thì em tua trực tiếp cho các chị áo len nào. Em chào chị Kiều Đặng nhá. Các chị ơi, vào lại của em với nhá. Cả nhà vào cho em xin một chia sẻ đi nào. Người ơi, vào chia sẻ bài của em đi. Áo len đang mặc này, hot hit mà rẻ, cực rẻ luôn này. Rất là rẻ luôn này các chị nhá. Cả nhà vào lại giúp em với. Hello, em chào Thắm Hoàng nhá. Xin đừng quên tôi nhá, chào các tình yêu nhá. Mọi người vào lại cho em với, vào lại cho em đi ạ. Hôm nay trời trời nó âm u chập chờn nên là mạng nó cũng rất là kém luôn các chị ạ, nó rất là kém luôn đấy. Hello, em chào chị Lan nhá, chào chị yêu nhá. Mọi người vào chia sẻ bài của em với ạ. Chị yêu ơi, vào chia sẻ bài của em với, chấm cho em một chấm đi nào, chấm cho em xin một chấm đi nào các chị ơi, để em đi vào áo len cho các chị nha, để em lên áo len cho các tình yêu nha. Em chào chị Lan, chào chị Hậu Coca, chào các tình yêu luôn. Áo em đang mặc là 110k nhá, áo em đang mặc là 110k. Chị chào Phương Thảo nhá. Hello mọi người, cả nhà vào chia sẻ bài với em đi ạ. Quần tất chị đang mặc bao nhiêu? Quần tất chị đang mặc á? 50k em yêu ơi, 50k một cái thôi nhá. Quần tất chị đang mặc có 50k thôi, có lấy không thì chị chốt cho. Quần tất lưới, tình yêu ạ, quần tất lưới nhá, 50k một cái. Áo len đang mặc có 3 màu nhá các chị nhá. Có 3 màu ạ, 110k một cái. Các chị yêu vào chia sẻ bài của em đi ạ. Không hiện lên đúng không? Hiện lên đúng không? Không hiện máy, máy đấy đúng không? Máy em hiện đâu? Máy em vẫn hiện. Thôi ạ, ấn vào thích, thích video. Thích rồi chia sẻ đúng không? Ok ạ. Nhưng mà chị dùng máy này bây giờ em không xem được đâu. Sao đấy nhỉ? Không biết luôn. Ô, hay nhỉ? Chào Giang Kít nha, chào các tình yêu nha. Trời ơi. Mọi người ơi, chia sẻ bài của em với. Máy chủ nó không ấy. Em chào chị Phú Bùi nhá. Chào Hiền nha, Hiền ơi đang live thì mạng nó bị giật quá, nó ao hết ra, chị lại phải vào lại Hiền ơi. Cả nhà vào lại đi, Hiền chia sẻ bài hộ chị với. Vào lại, lại áo len cho mọi người vậy. Lại áo len vậy nhá. Chào. Hôm nào có đồ trên còn đẹp với em đi. Ok, hôm nào đồ có đồ cho bé thì chị bảo em nhá. Thực ra là có đấy nhưng mà chị người á, chị người chị lười vừa đồ trẻ con lắm. Mọi người vào chia sẻ bài của em với ạ. Các tình yêu chia sẻ giúp em nha. Để em áo len đây, em ghi giá cho các chị nhá. Áo len chỉ có 110k thôi ạ. Áo len chỉ có 110k một cái thôi nhá. Có 3 màu. Các chị đợi em chút để em ghi. Số lượng có ít lắm. Chào Lê Mạnh Tiến nha, chào các chế yêu nha. Mọi người vào đi ạ. Vào chia sẻ bài nhiệt tình của em với. Chia sẻ bài nhiệt tình của em với nha. Mạng kém thật sự luôn. Mạng kém thật sự luôn. Chào Sâu Mẹ nha, chào các chị yêu của em nha. Em muốn mua đồ cho con mà không biết ai. Đồ cho bé thì còn đẹp hơn nhiều ấy Hiền ạ. Đồ cho bé đẹp cực kỳ luôn. Em mà mua đồ cho bé em chỉ có mê thôi ấy. Nhìn cái gì cũng đẹp luôn. Chào Phạm Thủy ạ, chào các chị yêu nha. Áo len em đang mặc là 110k nha các chị ơi. Các chị chia sẻ bài nhiệt tình của em đấy ạ. Có 3 màu luôn, có 3 màu luôn. Len đẹp lắm các chị nhá. Len đẹp lắm, 3 màu này, đen này, ghi và xanh than ạ. Đen, ghi và than. Các chị lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Màu cộng số điện thoại giúp em nhá. 110k một cái ạ. 110k một cái, bao đẹp luôn. Chào Hương Dung nha, em chào chị Hương Dung nha. Đứng lên cho các chị xem form dáng nhá. Cái này 60 cân đổ lại mặc thoải mái luôn các chị ạ. 60 cân đổ lại mặc thoải mái luôn.
rồi, ok Hiền nhá. Có gì thì mai chị nhắn em. 60 cân đổ lại các tình yêu mặc thoải mái cho em luôn nhá. Mặc đẹp luôn. Chào bé Kiều nhá. Kiều ơi vào mùa len đi, em yêu ơi vào mùa len đi. Len đẹp lắm. Hôm nay chỉ bán 110k một cái thôi. Len dệt đẹp cực kỳ luôn. Cái len này không sợ bay, không sợ xù luôn nha các chị ơi. Sát màn hình cho các tình yêu nha. Em chào chị Hạnh Lương nha. Đây ạ, sát màn hình cho các chế luôn nha. Len của nó rất là đẹp luôn. Ai lấy thì chốt hộ em nhá. Chào Phương Thu ạ. Màu em đang mặc đằng sau nó có kẻ một kẻ sọc luôn nhá các chị nhá. Đằng sau có một kẻ sọc trắng luôn ạ. Kẻ sọc trắng đằng sau luôn. Đẹp lắm các tình yêu ạ. Chào Mai nha. Chào các tình yêu của em. Mọi người chia sẻ bài giúp em với ạ. Đẩy lịch view lên cho em ấy nhá. Để em còn bán áo len cho các chị. Bán áo len đẹp với lại bộ len đẹp. Bộ đồ này, bộ đồ bằng len hôm nay cũng về nha các chị nha. Bộ đồ áo len, áo da. Nói chung là nhiều hàng đẹp lắm. Các chị cứ vào chia sẻ bài đi là em giới thiệu hàng đẹp cho các chị luôn. Áo này đang mặc mọi người cứ mua 2-3 màu vào cho em đi. Vì nó quá đẹp. Quá đẹp, quá rẻ luôn. Một cái có 110k, hai cái có 220k. Cả tiền ship nữa mới là 245k các chị nhá. Nên là các chị cứ vào thoải mái đi. Mua hàng giúp em đi ạ. Chào Liên Bích nha, chào Liên Bích nha. Alo ạ. Dạ. Phao đẹp lắm chị ơi, cảm ơn bé Kiều nha. Em còn chị ạ, em còn ạ. Dáng không? Đang hóng đổ bộ len chị Phương. Cái đỏ của chị là len thu. Xíu nữa em len nha Lê Hiền ơi. Chị Hương Thu ơi, ship từ 25 đến 30k nha chị Hương Thu ơi. Ship từ 25 đến 20k, 30k nha chị Hương Thu. Tùy áo ạ, ví dụ như áo phao thì sẽ là 30k, còn áo len là em ship 25k nha. Xin chào Trần Mít nha, chào Như Hoài nha, chào Hoa Phạm nha, em chào tất cả mọi người nha. Bé Kiều ơi, tí có bộ đấy bé Kiều. Có màu tím than, màu xám thôi chị Nguyễn Thị Lan ơi. Chị Nguyễn Thị Lan ơi, có màu ghi sáng mẫu đang mặc với cả màu tím than với cả màu đen nha. Có màu đen nha. 62kg đổ xuống mặc vừa nha Nguyễn Thị Lan. Ok, để chị thử màu đen nha. Đợi xíu nha. Màu đen đẹp lắm ý, màu đen. Mọi người màu xanh tím than đẹp cực. Màu xanh tím than đẹp cực luôn ý. Đây để mình lên màu đen nha. Tại vì cái đấy em mới hết sạch rồi ấy. Dạ, ông nào có thì em nhắn chị sau nhé. Vâng ạ, vâng. Cái màu xanh tím than kia cũng đẹp lắm ấy. 110k nhá, hứa tuyển ơi, 110k nhá. Ui, cái màu xanh tím than kia đẹp lắm luôn ấy. Đấy. Áo này 110k nha. Len chị ạ. Lên màu đen đây mọi người ơi, màu đen này. Mặc cái quần tay này chị mặc không quen, chẳng liên quan gì nào luôn. Màu đen nha. Màu đen đấy nha. Chào Minh Minh nha. Đây Hằng ơi, đợi chị lên tím than đi. 110k một cái thôi ạ. 110k một cái thôi nhá các tình yêu nhá. Ship có 25k thôi. Ship 25k thôi. Áo phao đẹp lắm. Chị cảm ơn bé Kiều nha. Sáng hồng đỏ bộ lên của chị Phương. Sao cơ em yêu ơi? Hiền nhắn gì đấy Hiền ơi? Đây mà nào mà hỏi tím than thì tím than đây nhá. Tím than đây nha. Màu rất là đẹp luôn này. Màu nào rất là xinh luôn. Mỗi màu đẹp một kiểu nhá. Hôm nay em mặc cái quần màu xanh này. Trông buồn cười quá. Mọi người nhìn từ đây lên thôi nhá. Đó, màu tím than rất là đẹp nhá. Màu tím than đẹp lắm. Một cái màu, chị
Nguyễn Thị Lan lấy màu xám ạ. Dạ chị Liên Bích ơi, bên em không cho xem hàng trước đâu. Chị cứ yên tâm nhận hàng đi nha, yên tâm nhận hàng đi, xong rồi lấy màu ghi ạ. Ok, chốt cho Nguyễn Hằng một ghi nha. Chốt cho Nguyễn Thị Lan một ghi xám, màu xám nha. Chị Nguyễn Thị Lan cho em xin số điện thoại ạ. Bên em không cho kiểm tra hàng trước khi nhận đâu. Các chị yên tâm, hàng nhà em bao giá bao chất cho các chị luôn. Chất đẹp lắm, hàng Quảng Châu này. Chị một cái màu xám. Ok, em chốt cho chị Nguyễn Thị Lan, chốt cho Nguyễn Hằng nha. Ở Nghệ An khi nào về? Ở Nghệ An phải 3-4 hôm Hải Yến Nguyễn ơi. Phải 3-4 hôm mới đến Hải Yến Nguyễn ạ. Qua mẫu đi chị lấy cái nữa. Vâng ạ. Chị lấy một đen đúng không ạ? Em cứ ghi Nhung Trần lấy một đen dồn đơn nha. À một nhầm một xanh tím than dồn đơn nha. Em cứ ghi Nhung Trần một xanh tím than trước nha. Rồi tí em qua mẫu nha. Dạ. Chị Nhung Trần cho em xin luôn số điện thoại đi, xong tí em sẽ ghi dồn đơn cho chị. Cho chị một xanh than. Ok, em chốt cho chị Hương Thu một xanh than nha. Chị Nhung Trần đợi em xíu nha. Đó, đợi em vài phút em lên cái mẫu này đã cho nó hết đi, xong rồi em qua mẫu khác.
Trần ơi, loại to nhất 65kg vừa nha. Loại to nhất là 65kg vừa nha chị Ngọc Trần ơi. Chị Ngọc Trần bao nhiêu kg? Chị yêu bao nhiêu kg vậy? Em đang mặc màu đen nha. Em đang mặc màu
9 kg, cao 1m60, chị Nguyễn Hằng ơi. Em nặng 49 cân, cao 1m36, nặng 49 cân, cao 1m60 nha chị Nguyễn Hằng ơi. Cái này 62 kg vẫn mặc vừa mà chị. 62 kg vẫn vừa mà. Đẹp lắm, đây này. Ba màu nha, tím xám này. Đen em đang mặc nha, xanh tím than đây nha. 110k nha. Chào Hải chị nha. Em chào mọi người nha. Áo len thụng nhỉ? Hay len thừng chị ơi? Áo len thụng hay thừng chị? Qua mẫu đi em. Đây em chuẩn bị qua mẫu đây chị Dung Trần ơi. Đấy còn chị nào chốt mẫu này thì nhanh tay nha. Em có 3 màu nha, màu đen này, màu xanh tím than, màu tím xám nha. Áo len thụng đây chị. Áo len thụng đây này. Thụng là như thế này này, đây gọi là len thụng đây. Chị ấy, chị Hương Thu, áo len thụng đây này. Em toàn áo len thụng đâu. Toàn áo len thụng thôi, không có áo len bó đâu. Có áo len dài dáng rộng không chị? Em có nha. Em có áo len dài dáng rộng nha, kiểu váy ý ạ. Em có nha. Chị ơi em có nha. Em có nhé. Bao nhiêu cân? Em có nha. Đây có chị nào chốt mẫu em đang mặc không? Ba màu nha, màu đen, màu xanh tím than này với cả màu ghi xám nha. Với cả màu ghi xám nha các chị ơi. Chào Bảo Bình nha. Áo len dài. Phải len body ạ. Có len body không? Em không có len body đâu. Chị Nhung Trần này em không có váy len body đâu. Có liver không chị? Em 59 kg nhưng đang bầu mặc được không? Có đồ bộ chị 60 kg không? Dạ. Đây nha. Chị Vân ơi. Đây nha, 59 kg bầu bí bon chen thoải mái nha. Cái này chốt đến 65 kg cơ. Nó có cái túi ở đây này xinh rồi. Đấy. Thank you.
180k nha. Còn len mình đang bằng là 110k nha. Cho em xem mấy kiểu đi, báo giá luôn cho em. Ừ. Mẫu này là 180k nha. Mẫu này là 180k nha. Nhưng mà mình có mỗi mẫu này thôi. Mỗi mẫu này thôi, nó chỉ khác màu thôi chứ mình không nhập nhiều mẫu đâu. Vân ơi, mình chỉ có một mẫu này thôi nhưng mà nhiều màu thôi, 180k nha. Bạn ok thì mình thử nhá. Bạn ok thì mình thử cho bạn xem nha. Có 3 màu, 2 màu nha. Có màu đỏ, màu nâu đất nha. Có màu đỏ, màu nâu đất nha. Đó, kiểu này có màu đỏ. Em lấy dáng dài dồn đơn cho em. Vi Minh có đơn rồi ạ? À? Chưa, nhưng mà chưa có đơn. Vi Minh có đơn từ lúc nào đấy Vi Minh ơi? Vi Minh làm gì đã có đơn đâu Vi Minh? Vi Minh dồn đơn. Dồn đơn. Vi Minh cho mình xin số điện thoại đi. Lấy dáng dài này đúng không Vi Minh? Vi Minh làm gì đã có đơn mà dồn đơn quá. Vi Minh ơi, cho mình xin số điện thoại. Ok, màu nâu nha. Nhưng mà cho mình xin số điện thoại đi, bạn chưa có đơn mà. Hay là bạn xem like tiếp để tí dồn đơn. Có phải bạn xem like tiếp để tí bạn dồn đơn không? Vi Minh cho mình xin số điện thoại đi. Em có rồi á. Vi Minh lúc nãy đặt gì vậy? Vi Minh ơi, lúc nãy bạn đặt gì vậy? Rồi ok nha Vi Minh nha. Ok Vi Minh nha. Rồi có đơn rồi. Có đơn cho Vi Minh rồi nha. Rồi ok Vi Minh nha. Rồi ạ. Đấy, còn chị nào chốt mẫu áo dài này không, dáng dài này không, bầu bí bon chen thoải mái nha, chốt để 65kg cơ. Rồi ạ, em biết rồi, Vi Minh ơi có đơn rồi nha. Em vừa dồn cho chị rồi. Còn chị nào chốt để, còn chốt mẫu dài này không? Ok Vi Minh nha. Còn chị nào chốt mẫu áo len dáng dài này không? Mặc lên xinh cực, đi đôi giày thể thao lên chất lắm luôn ấy. Đấy, bầu bí bon chen thoải mái nha. 65kg vẫn vừa nha. Chốt nào, chốt nhanh lên nào để em qua bộ nha. Chốt nhanh để em qua bộ nha. Đứng dậy xem nào. Đây em đứng dậy cho xem này. Đây nha, áo len V em đang mặc nha, 110k nha, có 3 màu nha, màu đen này, màu xanh tím than với cả màu ghi xám nha. Đen xanh tím than với cả ghi xám nha. Áo này đẹp lắm, chất đẹp lắm luôn ý. Chất đẹp lắm luôn, không bay không xù luôn nha. Không bay không xù luôn. Đấy, còn mẫu len dáng dài này. 180k, 180k, 65kg đổ xuống mặc vừa. 65kg đổ xuống mặc vừa, bầu bí bon chen thoải mái cho em nha. 65kg đổ xuống mặc vừa, bầu bí bon chen thoải mái nha các chế ơi. Bầu bí bon chen thoải mái nha. Đấy, cái len dáng dài này thì có hai màu, màu đỏ với cả màu nâu đất nha. Màu đỏ với cả màu nâu đất nha. Đấy, bầu bí bon chen thoải mái cho em. Chào Mai Trâm Hoàng nha, nhìn thấy Mai Trâm Hoàng nha. Lên bộ len cho các chị đây. Lên bộ len cho các chị yêu đây.
đầu nha. Để dồn đơn xem mai hoặc cái kia có được không? Quan Vân ơi, lát mai bên em gọi điện có gì chị để dồn đơn thì chị cứ bảo báo nhân viên nhà em nhá. Báo nhân viên nhà em để dồn đơn cho các chị nhá. Bộ đồ len này các tình yêu này, bộ đồ len chuẩn bị lên sóng nhá. Có hai màu luôn. Đẹp lắm luôn đấy. Yêu ơi, bảo hóng bộ nào. Bộ đồ len đi các chế ơi, đẹp lắm luôn này. Đẹp lắm luôn nha. Đấy, bộ đồ len này 290k nha. Bộ đồ len này 290k, xinh chưa? Đẹp dã man luôn. Ôi, chất đẹp lắm luôn ý. Hàng Quảng Châu loại 1 nha các chế ơi. Hàng Quảng Châu loại 1 nha. Đấy. Đẹp chưa? Em có màu xanh này với cả màu đen nha. Có màu xanh này với cả màu đen nha. Bo gấu à chị ơi, đúng rồi anh Văn ơi, quần bo gấu đẹp lắm luôn ý. Quần này đẹp lắm, quần này đi đôi giày thể thao màu trắng lên đẹp cực các chị ạ. Quần này đi đôi giày thể thao màu trắng lên đẹp lắm luôn. Đó, anh đứng xa này. Quần bo gấu kiểu này đẹp lắm ý. Đấy, nó lực lực thế này xong đi đôi giày thể thao là mới chất các chị ạ, đẹp cực. Cho em áo len nâu dáng dài, ok chốt cho Quan Vân nha. Chốt cho Quan Vân áo len nâu lúc nãy dáng dài nha. Ok Quan Vân nha. Em không thích bo gấu à? Trời ơi, len không bo gấu. Len bo gấu thì phải bo gấu chứ em, len bo gấu mới đẹp chứ. Bộ này rất đẹp luôn nha mọi người, đi thêm một đôi giày thể thao màu trắng nó vào thì chất luôn. Hôm qua bộ Puma không gọi được ấy, chắc chị đặt lại cho em đi. Hôm qua em không gọi được cho Nguyễn Điệp đâu. Gọi lại nha, tí gọi lại áo len vừa. Cho số điện thoại lại đi, đặt lại đi. Nguyễn Điệp cho em xin số điện thoại lại đi Nguyễn Điệp. Chị Nguyễn Điệp ơi cho em xin số điện thoại đi. Áo len vừa chị vừa mặc á, 110k nha. Hoan Thu ơi, áo len lúc nãy chị vừa mặc là 110k nha. Bây giờ chị lên bộ len này. Chị lên bộ len này 290k. Bộ len 290k siêu đẹp luôn này. Hai màu nha. Màu xanh với cả màu đen nha. Bộ len siêu đẹp luôn, màu xanh với cả màu đen luôn nha các chị ơi. Đó. Đẹp lắm ý. Màu xanh đẹp dã man luôn. À, 290k nha chị ơi, chị Du Bích Thanh ơi. 290k nha. 290k bộ em đang mặc nha, 290k nha. Ok chốt cho chị Hoan Thu áo đen V. Ok nha. Chị Hoan Thu nha, Thu Hoan này em chốt cho chị một áo len V nha. Chào Vi Diệp. 62kg vừa không bạn? Vừa nha. Thu Thảo Hà ơi, vừa nha, vì len này len co giãn ý, 62kg vừa nha. 62kg mặc còn đẹp ý, tại vì cái áo này nó rộng mà. 62kg vừa nha, Thảo Hà ơi. Em mặc thử màu đen cho chị xem. Ok chị, để mặc màu đen bộ này á chị Hương Thu. Mặc bộ đen đúng không? Có phải mặc bộ đen không ạ? Tình yêu ơi, chốt đến 62kg mà Hoan Thu. 52 cân mặc thoải mái nha.
chị đợi chút em mặc màu đen nha. Có bộ nào 74 kg cao 1m75 không em? Không có đâu chị ơi. Không có đâu nha. Bộ đen đây nha mọi người ơi. Bộ đen này. Bộ đen đẹp nhỉ. Sao lại bán hàng lâu quá trời ơi. Em phải mất thời gian thử. Em phải mất thời gian thay ra cho các chị xem mà. Màu đen đây nha các chị ơi. Chị gì ơi, chị gì hỏi màu đen này. Chào Bích Phượng nha. Đó. 60 kg mặc vừa nha Vân Thúy ơi, vừa đẹp luôn Vân Thúy ơi, 60 kg mặc vừa nha. Đấy, quần ống bo này các chị đi đôi giày thể thao nên đẹp lắm ấy. 60 kg vừa nha chị Vân Thu, vừa đẹp luôn nha. Em 49 cân nên mặc nó hơi bị động ấy. Em 49 cân mặc hơi bị động ấy. Đấy. Các chị mà 50 cân đổ lên mặc vừa nha, mặc đẹp luôn nha. Đấy, 60 cân mặc vừa đẹp luôn chị ấy ạ. Vân Thúy nha. Đấy, chất đẹp luôn, lắm luôn đi. Đấy. Em bao giá bao chất cho các chị luôn này. Chất hàng Quảng Châu loại 1 luôn này. Đấy. Thích lắm. Chị ơi, shop em ở km 3 thành phố Yên Bái nha. Chị nào ở thành phố Yên Bái thì qua mai qua trực tiếp shop em xem hàng nha. Đó, chị nào ở gần ngay km 3 thì ra luôn cũng được. Còn không để mai, chị nào thành phố Yên Bái thì mai cũng qua shop em thử nha. Thử hàng mua hàng thoải mái nha. Đấy, cứ qua tận shop mà xem hàng cho nó chắc. Đấy, còn chị nào mà ở ngoại tỉnh ấy mà không đến xem hàng được thì em đi ship COD cho mọi người nha. Em chào hàng Nga nha. Màu đen này. Mẫu này em có màu đen với cả màu xanh lá cây nha. Có màu đen với cả màu xanh lá cây nha. Em có màu đen với cả màu xanh lá cây nha. Miễn ship không bạn ơi? Chim én ơi, bên em không miễn ship đâu. Không miễn ship nha chị ơi. Set new, set này là 290k nha. Mỹ Dung mình đã ghim giá ở dưới rồi. Hương Thu cho chị một bộ màu đen gửi cùng áo len V nhé em. Ok chị yêu, ok Hương Thu nha. Ok, chốt cho Hương Thu rồi nha. Em dồn đơn cho chị rồi. Set mình đang mặc 290k nha. Các tình yêu ơi, len siêu dày siêu đẹp. Nói chung là chất đẹp lắm luôn ý. Đấy, bao giá bao chất cho các chị luôn. Chị nào đã mua hàng nhà em rồi thì biết nha. Bộ 290k nha các chị ơi. Em đã ghim giá ở bên dưới rồi ạ. Em đã ghim giá ở bên dưới rồi nha. Em 45kg vừa không? Em thích cái màu đen ấy. 45kg mặc vừa nha tình yêu. 45kg cao 1m bao nhiêu vậy? 45kg vừa nha. Ui giời ơi, tên dài thế. Tôi không đọc nổi luôn. Em mùa hạ cho mình xin số điện thoại nha. Mùa hạ cho mình xin số điện thoại nha. 70kg em không có. Có đâu chị Biển Lặng ơi. Em ở km 3 thành phố Yên Bái nha. Biển Lặng ơi, 70kg em không có đâu. Em ơi, 70kg em không có đâu. Mình mới vào xem không biết còn những màu nào vậy bạn. Mình bộ này mình có hai màu nha. Màu xanh lá cây này. Màu xanh lá cây này với cả màu đen mình đang mặc nha bạn ơi. Có hai màu thôi. Có màu đen mình đang mặc với cả màu xanh lá cây này. Này. Đấy, cho các chị ngắm kỹ chất này, chất len đẹp lắm luôn ấy. Vai không xù luôn nha, yên tâm nha. Chào Hoan Mùi, chào chị Thu Vinh nha. Em có hai màu, màu xanh lá cây này. Màu nào cũng đẹp luôn. Đấy, em
đen đẹp lắm, màu nào cũng đẹp ý. Cao 1m50, nặng 45kg, mặc vừa nha mùa hạ ơi, mặc vừa đẹp luôn nha. À mẫu à, chị mới lên bộ này thôi mà chị mé, chị mới lên bộ này thôi. Mới lên bộ này thôi chị mé ơi. Chị mới lên bộ mà. Chị mới lên bộ này thôi. Có những mẫu nào nữa? Lên này chị chỉ có một mẫu này thôi nha. Chị đang like mẫu bộ lên này thôi nha chị mé ơi. Lúc nãy chị like áo len thôi. Lúc nãy chị like áo len thôi. Còn bây giờ chị like bộ. Bây giờ mới like bộ chị mé nè. Đấy, bộ len LV nha, có hai màu nha, màu đen với cả màu xanh lá cây nha các chế ơi. Đấy, em bao chất cho mọi người luôn, chất len mịn mềm dã man luôn đi, không bay không xù luôn đi. Đấy, không bay không xù luôn nha. Chỉ có 290k một bộ này thôi, 290k nha, 290k giá nó ghi ở bên dưới rồi các chị ơi. Đấy, có hai màu này, màu xanh lá cây với cả màu đen em đang mặc nha. Có hai màu, màu xanh lá cây với cả màu đen em đang mặc nha.
đẹp lắm mọi người ạ. Chất đẹp dã man luôn ý, không bay không xù đâu. Em cam đoan cho mọi người, cam đoan với mọi người là không bay không xù đâu. Bao nhiêu tiền một bộ? 290k các chị ơi. Em đã ghim giá ở bên dưới rồi. 58kg mặc vừa đẹp luôn Thủy Đỗ ơi. 58kg mặc đẹp luôn nha. Chị ơi cho em một bộ đen LV chốt hôm qua luôn chị nhé. Vi Lê, Vi Lê hôm qua đơn có ai gọi điện chưa? Vi Lê, Vi Lê hôm qua có, hôm nay chị ơi em giống Vi Lê hôm qua có ai gọi điện chốt cho em chưa? Hôm nay có ai gọi điện chốt cho Vi Lê chưa? Vi Lê hôm nay đã có ai gọi điện chốt cho Vi Lê chưa? Màu xanh cho mọi người xem nha. Đó, màu xanh, màu đen đều đẹp nha. Các chị đợi em mấy giây nhé.
một cái nhé các chị nhé. Trong lúc chờ đợi các chị vào đặt áo này cho em đi để lệnh bạn lên màu xanh cho các chị nhé. Bộ đồ là 290k bạn ơi. Áo này là 110k có 3 màu nhá. Áo V là 110k và có 3 màu đen, ghi và than nhá các chị yêu nhá. Đen, ghi và than nhá. Út ơi đợi chị, đợi em chút, các bạn đang thử màu xanh cho các chị đấy ạ. Đang thử màu xanh lên màu xanh nhá. Màu xanh lá cây đậm lắm, đẹp lắm, giống màu tay của em luôn này các chị ạ. Màu xanh lá cây rất là đẹp luôn. Ok chị yêu, đợi chút đi, tại vì là cái len nó là len mà. Bộ em vì này nó là len. Nó là len mà nó theo luôn nhá các chị yêu nhá. Nó theo luôn nhá. Hệ nó của em 1m65 x 65 cân thì thôi em chỉ chốt cho các chị từ 62 cân đổ lại thôi, 65 cân thì em sợ hơi chật đấy chị ạ. 65 cân em sợ hơi chật đấy. Một bộ luôn nhá các tình yêu nhá, một bộ luôn ạ. Một bộ là 290k và áo em đang mặc là 110k nhá. Chuẩn bị lên màu xanh nhá các tình yêu này. Chuẩn bị lên màu xanh nhá các tình yêu đây nào. Đây các chị lên màu xanh này, màu xanh rất là đẹp luôn nha. Màu xanh hay màu đen thì cả hai màu đều đẹp nhá. Đó. Màu xanh hay màu rêu, à nhầm, màu xanh hay màu đen thì màu nào cũng đẹp nhá. Có áo khoác, có nón không nha. Chân trần em cũng có nha. Bộ mình lấy bộ em đang mặc, cao 1m63, nặng 60kg. Ok, chốt cho chị Nguyễn Cao Tường Anh cho em xin số điện thoại nha. Cho chị một bộ màu xanh. Ok, chốt cho Thủy Đỗ một bộ màu xanh dồn đơn 58kg, cao 1m55. Ok, Thủy Đỗ vừa có đơn rồi đúng không? Ok, em dồn đơn cho Thủy Đỗ nha. Chốt cho Nguyễn Cao Tường Anh cho em xin số điện thoại. Bo gấu hay không vậy em nhìn không rõ. Chị ơi, bo gấu nha. Tình yêu ơi, bo gấu này. Em dơ cho mọi người xem bo gấu nha. Tại vì sao em không đứng được nữa, em dơ chân lên cho mọi người xem nhá. Bo gấu nha tình yêu ơi, bo gấu đẹp cực ấy. Gấu như thế này cho mọi người đi cho em một đôi giày thể thao màu trắng lên nữa thì quá là chất luôn. Cho 54kg thì rộng có size bé không? Chị xem cái quần á. 54kg mặc vừa nha Út Lê ơi, hàng free size mà. 54kg mặc đẹp nha. Cái quần này ạ, à, đây quần đây chị ơi. Cái quần đây chị ơi, quần đây nha. Ống bo như thế này nha. Quần bo ống nha. Dáng lên này bo ống nó mới đẹp, đi giày thể thao lên nó mới đẹp. Đấy, ống quần này.
Ok, em chốt cho Thu Huyền nha. Em chốt cho Thu Huyền bộ xanh nha. Chốt cho Nguyễn Cao Tường Anh bộ xanh nha. Em chào Huyền Mít ạ. Ai cho chị bộ Puma đen? Hai trăm chín mươi k một bộ nha các tình yêu ơi. Có bộ năm đây chị ơi, bộ này 58-60 kg mặc vừa nha. Em không có chui đâu, có em chỉ có xét kéo thôi tình yêu ơi. Xét kéo như này dễ, em mới dễ các chị ơi. Chui chui như thế kia em ơi, mỗi lần chui ra chui vào số hết thử tắc luôn ấy. Mặc khóa kéo này thích mà, kéo dễ, làm cái gì cũng dễ luôn. Chui chui kia lại phải như thế này, xong lại kéo lên kéo xuống chết mệt. Em không có chui đâu. Hương Nguyễn cho chị màu đen nhé. Ok, em chốt cho chị Hương Nguyễn một bộ màu đen nha. Tóc nâu ơi, 290k một bộ nha tình yêu ơi. Chỉ có 290k một bộ thôi. Trời ơi, bộ len người ta cần có 500. Bộ len ngoài kia ta cứ cần bán 350-360 luôn. Mặc chị xem thôi. Lại mặc chị xem bộ đen đi ạ. Các chị ơi cho em đứng em like bộ xanh một lúc đi, xong rồi em thay bộ đen nha. Còn chế nào thích màu xanh này nữa không, để em qua bộ đen để em mặc lên màu đen nào. Màu xanh này xinh mà, màu xanh màu đen đều đẹp hết, bộ nào cũng đẹp luôn ý. Em trao đổi thoải mái chim én là em thêm bộ xanh à?
chim én vừa chốt gì nhỉ? Chim én là em lấy thêm một bộ xanh à? Ok em nhé, chị tìm đơn của em, chị chốt cho em thêm một bộ xanh nhá. Cúc Trần lấy màu cho em, chốt cho em màu cộng số điện thoại đi chị ơi. Chốt cho em màu cộng số điện thoại đi ạ. Chị dồn đơn cho chim én một bộ màu xanh nhá các chị ơi. Bộ này về thế luôn là không còn hàng đâu ạ. Không còn hàng đâu nhá. Các chị để ý hộ em thêm cái đường này. Hương ơi, mua bộ len đi em yêu ơi. Đây này, cái đường này nó bằng len thôi chứ không phải bằng thêu hay là bằng đường dán đâu nhá. Tất cả là bằng len hết nhá các tình yêu nhá. Tất cả là bằng len hết. Mặc thích cực kỳ luôn các chị ạ. Mặc vừa ấm vừa đẹp vừa thời trang. Hương ơi vào xem len đi. Đây các bạn ấy đang, bạn ấy đang chuẩn bị mặc len lên đấy em yêu ạ. Sao chị này bán mẫu nào cũng đẹp thế. Chị cảm ơn Thiên Nguyên nhá. Áo đẹp quá chị ơi, tiếc là em mua nhiều quá rồi. Áo này rẻ lắm Hương ơi, áo này có 110k thôi. Màu xanh lá cây, thống bợ, ok. Chị Thủy ơi, không phải đâu chị ơi. Tất cả những trang bán hàng uy tín đều không cho kiểm hàng. Bọn em bán hàng cho những khách hàng thực sự cần thiết mua hàng. Nhưng trường hợp bọn em đảm bảo chưa, các chị nhận hàng xong nhá. Không phải là bọn em hết trách nhiệm đâu ạ. Nhận hàng xong, hàng lỗi không vừa không gì em cho đổi thoải mái các chị nhá. Bán cả váy và áo đi, chị không bán váy đâu kia ơi, bán váy này nó theo set khác đấy. Màu đen đi nha các tình yêu ơi. Chim én là bộ xanh. Chim én lúc nãy có đơn đây. Nhưng mà không biết là ghi chưa thôi. Thì ghi chưa ghi ra ấy. Bộ đen đi nha. Hôm qua em mới mua 3 bộ để em nhận hàng xong nếu để mua tiếp. Ok Thiên Nguyên nha, bạn yên tâm là hàng nhà mình đẹp, bao đẹp cho bạn luôn, toàn hàng còn siêu loại 1 nên Thiên Nguyên cứ yên tâm nhận hàng cho mình nha. Đấy, trường hợp bạn nhận hàng mà mình gửi sai số, sai mẫu hay là không giống như kiểu sản phẩm livestream ý, thì mình sẵn sàng đổi trả cho Thiên Nguyên nha. Hàng nhà chị này đẹp và chất đẹp lắm các bạn, em mua nhiều lắm rồi. Em cảm ơn Hương Nguyên nha. Thank you Hương Nguyên, chị Hương Nguyên này, nhà em bán gì hôm nào like chị trả vào xem chị đi mua. Đấy, các chị cứ yên tâm mà chọn mặt gửi vàng nha. À, chị bé lấy thêm một bộ xanh đúng không? Một đen một xanh. Chị cao 1m60. Chị bé này chị cao 1m60 nha. Đây là một đen một xanh đúng không? Để em xem lại. Đây là chị thấy một bộ đen rồi, thêm một. À, bây giờ thêm bộ xanh là 2 bộ. Chị bé này đẹp lắm luôn, bộ này đẹp lắm luôn chị bé ạ. Chị thích bộ em mặc đẹp nhưng chị không thích len. Em ở km 3 thành phố Yên Bái, chị nào quê ở Yên Bái ấy, trong thành phố Yên Bái có thể qua trực tiếp giúp em mua hàng nha. Khuyến khích các chị qua tận shop nhà em mua hàng và đổi trả hàng luôn tại shop nha. Đấy, còn chị nào mà trường hợp mà xa lắm ở tận miền trong, miền Nam, miền Trung ấy không đến được thì em sẽ ship series cho mọi người nha, yên tâm. Đấy, yên tâm là hàng nhà em bán thì có chuẩn thôi, bọn em bán hàng lấy uy tín, lấy thương hiệu mà trời ơi, bán thì ta phải dài về lâu về dài chứ không phải bán là 1-2 hôm lãi của các chị được mấy đồng xong là bọn em nghỉ thôi. Như thế thì làm sao mà kiếm được tiền. Cái nào cũng đẹp mà ưng tiền lắm. Đắt một chút nhưng mà chuẩn lắm. Đúng rồi chị ơi, tiền nào của đấy mà chị Hương Nguyễn. Vâng chị Thiên Nguyễn ơi, à Thiên Nguyên ơi, đấy chị cứ nhận hàng đi xong rồi có gì lại ủng hộ cho shop em nha. Có bộ khác không ạ? Cao 1m48 mặc vừa không em? Chị cao 1m48, chị nặng bao nhiêu vậy chị Nguyễn Thu? Cô thấy trẻ trung quá không hợp tuổi cô. Thơ Nguyễn. Hàng này 50 tuổi vẫn mặc được mà cô Thơ Nguyễn. 50 tuổi mặc được mà. Ok chị Thiên Nguyên nha, ok tình yêu nha. Nguyễn Thu ơi, cao 1m48 em nặng bao nhiêu cân? Cao 1m48 em nặng bao nhiêu cân? Đấy, bộ em đang mặc có 2 màu nha, màu xanh 47kg mà cao 1m48 á. Mặc được 47 mà cao 1m48 tròn người như vậy mặc được nha. Út Lê lấy bộ xanh cho mình xin, xin số điện thoại nha. Út Lê cho mình xin số điện thoại nha. Bộ nào cũng đẹp mọi người, bộ xanh cũng đẹp và bộ đen em đang mặc cũng đẹp nha. Chào Ngân Bo nha. Út Lê cho em xin số điện thoại đi ạ. Chị Hương Nguyễn à, chị xả nốt đồ của chị đi, cái nào chị không mặc nữa chị xả đi xong chị lại mua tiếp đồ mới nhà em đi Hương Nguyễn ơi. Chào Lê Thu Hà. Phương Nguyễn xả bớt, thanh lý bớt đồ của chị ở nhà đi, cái nào mặc chán rồi không thích nữa thanh lý bớt đi.
mình cũng là dân chơi đồ ấy, nếu đẹp một tháng mà tốn tiền triệu ấy. Vâng chị Thiên Nguyên ơi, bộ em đang mặc là 290k nha chị Võ Thị Thu Hà. Có bộ nào có mũ không? Mình có bộ u mì có mũ nha. Linh Nhật Sỉ inbox nha, miễn ship không chị? Không miễn ship đâu Lăng Thu ơi. Mình không miễn ship được đâu, trời ơi, mỗi bộ mình chỉ lãi được 10 15.000 của các bạn thôi. Mình bán lấy số lượng mà Long Thu nên mình không miễn ship nha. Bộ mình đang mặc 290k nha Tuệ Nhi, Tuệ Anh ơi. Mình có hai màu nha, màu đen đang mặc với cả màu xanh lá cây nha. Chào gấu bé nha. 62kg đổ xuống mặc vừa nha Võ Thị Thu Hà ơi. 62kg đổ xuống mặc vừa nha Võ Thị Thu Hà ơi, có hai màu này, màu xanh lá cây này với cả màu đen mình đang mặc nha. Chất len nha tình yêu ơi, len mịn nha. Len mịn nha. Đấy cái đường sọc này nó cũng thể bằng len hết nha. Đây nha. Mình đứng lên đây nha. Có hai màu nha, màu đen với cả màu xanh ấy. Màu đen với cả màu xanh nha. Đẹp lắm. Trời ơi, chất len này đẹp quá mang luôn, không bay không xù đâu mọi người ạ. À. Có hai màu nha Trang Nguyễn ơi. Ôi bộ có mũ chị chưa like đâu cay đắng ơi. Có hai màu nha, màu đen với cả màu xanh mình đang mặc nha. Cay đắng ơi, bạn thoát like này ra vào like cũ mình like lúc sáng ấy, bạn xem bộ cho mình nha, mình đã like ở like cũ rồi cay đắng nha. Ô, Út Lê ở Nghĩa Lộ à? Út Lê ở Nghĩa Lộ thì phí ship 20k nha Út Lê ơi. Lê lấy màu xanh đúng không? Ship Hà Nội bao nhiêu? 25 hay 30? Ship Hà Nội 25k nha chị Tuệ Nhi, Tuệ Anh ơi. Ui em vừa lên màu xanh xong các chị cho em mặc bộ này, em trình diễn nốt mấy phút thì xong em lên bộ xanh nha. Chị nào cứ đen không ạ? Để em lên bộ xanh tiếp nha. Trời ơi. Em vừa thay bộ xanh ra sao ra xong ấy. Đấy, có chị nào trước bộ đen không? 290k 62kg đổ xuống mặc vừa nha các tình yêu, hàng freestyle nha. Đấy, chất len đẹp lắm, mềm mịn lắm này. Nhìn cái đường kẻ của nó này cũng bằng len, dệt hết luôn nha. Ship Lào Cai, ship vào Lào Cai 25k nha chị Hà Thúy Phạm ơi. Đấy, chị nào ở thành phố Yên Bái trực tiếp qua shop em mà mua hàng nha. Ở Nghệ An vẫn là 25k ship nha Hải Nguyễn Nguyễn ơi, chị Hương Nguyễn. Không vẫn phải xem mà chị. Chị thanh lý bớt đồ đi, thanh lý bớt đồ cũ đi. Đấy, xong rồi lấy tiền đấy mình mua đồ mới. Em toàn thế. Ship Nha Trang vẫn là 25k nha Trang Nguyễn ơi. Ship ở đâu? Ship toàn quốc vẫn là 25k nha các tình yêu ơi. Like bộ khác đi để mua một thể chị 43 tuổi mặc màu xanh có được không? Mặc màu đen đi Út Lê ơi. Út Lê mặc màu đen đi Út Lê ơi. Út Lê mặc đen cho em đi Út Lê ơi. 43 tuổi mặc đen cho em đi. Út Lê mặc đen cho em đi. Em vẫn like bộ len thôi nhưng mà Út Lê ơi, nếu mà chị thích bộ khác chị thoát cái like này ra, chị vào cái like sáng nay em like vẫn nick Phương Tiến này chị xem đi. Vẫn nick Phương Tiến này chị vào cái like lúc sáng nay em like ấy, có bộ Puma hàng thể thao kéo khóa đằng sau có mũ đấy Út Lê. Ok để mình lên màu xanh nha. Các bạn đợi xíu mình lên màu xanh nha. Màu nào cũng đẹp ấy, màu đen hay màu xanh đều đẹp nha. Út Lê mặc màu đen cho em. Thank you.
màu xanh đấy nhá. Chị Út Lê, em thì em quên chị thế thôi, nhưng mà chị thích màu nào mà cũng được mà. Màu xanh này 50 tuổi vẫn mặc được mà. Chị Út Lê thích màu đen thì em lại đổi đen. Chào Trần Bo nha, chào Huyền Thanh Phạm nha. Chị Út Lê có đổi màu đen không? Em đổi cho màu đen. Ai da trắng mặc màu xanh xinh cực ấy. Đúng rồi chị Hương Nguyên, ai da trắng mặc màu xanh xinh lắm. Chào Hoàng Thêm nha. Chị Út Lê có đổi màu đen không? Em đổi cho. Màu nào thì 50 tuổi cũng vẫn mặc được thôi. Nhưng mà quan trọng là các chị thích màu nào. Khổ thân em. Em chiều khách mà chị à, em vẫn chiều khách. Em vẫn chiều các chị bình thường. Bộ xanh đây chị ơi. Chị gì Lăng Thu ơi. Bộ xanh đây nha. Chị Út Lê có đổi sang màu đen không? Ai trắng không có xanh thì xinh cực. Em chẳng trắng đâu nhưng mà mặc cũng vẫn được. Cao 1m68, nặng 57kg vừa không? Quần thì mặc nó hơi bị ngố ngố thôi Lăng Thu ơi, còn thực ra là vừa nha. 57kg vừa nha, 1m68 thì mặc cái quần nó hơi bị cộc cộc thôi. Da chị đen. Vậy em đổi cho Út Lê sang màu đen nha. Chị ơi đổi Út Lê sang màu đen đi. Em đổi cho Út Lê sang màu đen nha tình yêu ơi. Chị Lăng Thu ơi mặc được nhưng mà quần nó hơi bị cộc ý. Vâng ạ, quần bo gấu nha. Thơ Nguyễn cô 52 tuổi, 62 cân, cô mặc được không? Nếu gửi cho cô bộ cháu đang mặc. Út Lê lại bảo thôi màu xanh cho trẻ. Vâng, em thích màu xanh nhưng Út Lê ạ. Vâng, Út Lê lấy màu xanh nha. Đây da em còn trắng được, em mặc vẫn đẹp mà. Da em ngăm ngăm ấy, chẳng qua nhìn trên live này các chị thấy nó hơi sáng tí thôi, ở ngoài da em ngăm. Chào Tuấn Anh Trần nha. Vâng. Xanh đen đều đẹp hết ý. Không xù đâu Lăng Thu ơi. Bao chất bao giá cho các chị luôn. Bao chất cho các chị luôn nha. Không bay không xù luôn, bao giọt máy luôn nha. Lăng Thu yên tâm, mua hàng nhà mình thì yên tâm nha. Đấy, bạn cứ kéo lên xem bình luận của khách hàng. Người ta vào phản hồi ấy. Nguyễn Ngát, ok chốt cho Nguyễn Ngát bộ xanh nha. Em chốt cho Nguyễn Ngát bộ xanh nha. Các chị ơi chốt nhanh lên nè. Nhanh lên nào, các chị chốt càng nhanh thì em qua mẫu càng nhanh nha. Đấy, còn không là em vẫn cứ like mẫu này thôi. Đấy, mẫu em đang mặc có màu đen với cả màu xanh nha các tình yêu ơi. Mẫu em đang mặc có cả màu đen lẫn màu xanh nha. Yên tâm nha, bao giá bao chất luôn Lăng Thu ơi, không xù, bay không xù luôn, bao giật máy luôn mà. Chào Phạm Bình nha. Em ơi có sai gì? Ly Hương ơi, free size 62kg đổ xuống mặc vừa. 62kg đổ xuống mặc vừa nha Ly Hương. 65kg mặc hơi bị kích rồi Mi Trần ơi, 65kg mặc bị kích rồi. Chị 65 cân thì cao 1m bao nhiêu? 65 cân thì mặc hơi bị kích ấy. Chị 62kg mặc đẹp được nha Messenger, thông báo Messenger ơi, 62kg mặc được nha. Chốt từ 62kg đổ xuống nha các tình yêu ơi. Chốt cho 62kg đổ xuống nha. Trên 62 em không chốt đâu, sợ bị kích ý, sợ mọi người mặc kích ý. Đấy, chị thông báo Messenger ý. Đặt hàng để lại số điện thoại kèm màu cho em nha. Cái loại này em có hai màu ý, màu đen với cả màu xanh em đang mặc ý. Màu đen với cả màu xanh em đang mặc ý. Nhung Sơn ạ, à, Nguyễn Phương Thảo, bộ em mặc 290k nha các tình yêu ơi. Bộ em đang
Em có màu đen với cả màu xanh nha, chào Lan Hương nha. Màu đen với cả màu xanh nha. Cho chị màu đen, ok, chốt cho Nhung Sơn một màu đen nha. Ok tình yêu, chốt cho Nhung Sơn một màu đen rồi ạ. Đó, còn chị nào chốt? Phan Hiệp ơi, chị cảm ơn gì vậy? Về đâu lấy màu xanh, ok, chốt cho về đâu màu xanh nha. Phan Hiệp cảm ơn gì vậy, em không dịch được. Diễm Trần ơi, 62kg đổ xuống mặc vừa nha. 62kg đổ xuống mặc vừa nha các tình yêu ơi. 62kg đổ xuống mặc vừa nha. Đấy, mọi người mặc cái này xong đi thêm đôi giày thể thao, nó bảo rất là đẹp luôn nha. Đây ạ. Diễm Trần màu xanh nha. Ok, em chốt cho thông báo Messenger màu xanh nha. Cho chị bộ đỏ không mũ hôm trước em like 200. Út Lê mai về hàng em gửi cho Út Lê nha. Ok Út Lê nha. Ok Út Lê, ok tình yêu. Đấy là Fendi. Út Lê ạ, à, đấy là bộ Fendi. Mai
k một bộ nha. Trời ơi, một bộ này 290k quá rẻ luôn ý. Phan Hiệp cho em xin số điện thoại nha. Phan Hiệp lấy bộ màu xanh đúng không? Phan Hiệp comment cho em màu kèm số điện thoại nha Phan Hiệp ơi. Ok, chốt cho Ngọc Tú một màu xanh nha. Phan Hiệp cho mình xin số điện thoại kèm màu nha. Rồi, ok, chốt cho Ngọc Tú rồi nha. Trời ơi, các chị ơi nhanh lên. Trời ơi, bộ xanh còn có mấy bộ rồi. Màu xanh còn có mấy bộ thôi. Màu đen rất là đẹp luôn nha. Các tình yêu ơi, tím lên bộ đen cho mà xem. Đó, còn chị nào chốt màu xanh chốt nốt đi. Tím lên bộ đen, lại nguyên bộ đen cho thích. Cho chị xem bộ đen lúc sáng không có mũ. Bộ đen lúc sáng không có mũ nào hả chị Trịnh Huệ ơi? Em không like bộ nào không có mũ màu đen đâu nha chị Trịnh Huệ ơi. Lúc sáng nay em like bộ có mũ mà chị Huệ. Bộ không mũ mai về. Có phải bộ Fendi không mũ không chị Huệ ơi? Có phải bộ Fendi không mũ không? Mai hàng mới về nha chị Trịnh Huệ ơi. Cái bộ không mũ đấy ngày mai hàng mới về. 62kg mặc đẹp nha. Chào Ngọc Lam nha chị Huệ ơi. Mai bộ đấy về nha chị Huệ ơi. Mai theo dõi livestream em nha. Chà Lò Yến nha, đó 2kg mặc được nha Vân Lê ơi. Đó, các chị chốt nhanh nha, em có hai màu này, màu đen, màu xanh này. Màu xanh em chỉ còn vài bộ thôi, chị nào chốt nhanh thì còn nha. Màu đen rất là đẹp luôn. Quần bo nha, Nguyễn Sơn ơi, quần bo gấu nha. Đây ạ, quần bo gấu nha, các tình yêu ơi, bo gấu này đeo giày thể thao mà mới đẹp. Đeo đôi giày lười thấy giày thể thao mới đẹp. Chứ còn quần len mà ống suông thì xấu lắm. 60kg vừa nha, 6 Trần ơi. 290k nha, 9 Khoang ơi. Em không có váy đen nha. Em không like, em không có váy đen đâu. Mai chị lấy bộ đen không mũ nhé. Ok, chị Huệ mai hàng về. Em gửi chị Trịnh Huệ để lại số điện thoại cho em đi. Mai gọi cho chị cho nó tiện. Không thì chị ấn xem trước Facebook của em đi. Ấn xem trước nick Phương Tiến đi. Mai em like là lúc nào là thông báo luôn cho chị luôn. Chị vào xem cho dễ chị Huệ ơi. Em mặc bộ nào cũng đẹp hết. Đúng rồi chị ơi, bộ nào cũng đẹp mà chị Huệ. Chị mặc cũng đẹp đấy, ai mặc cũng đẹp luôn đi mọi người ạ. Chào Tiến Huyền nha. Đó, chị Huệ, chị mà mặc thì cũng đẹp thôi. Tại vì bộ này đẹp nên là ai mặc cũng sẽ đẹp luôn ý. Màu nào cũng đẹp luôn ý. Có bộ to không em? Em có bộ đến 62kg thôi Hướng Dương ơi. Vâng ạ, mai chị Huệ vào xem nha. Chị cứ ấn theo dõi hoặc xem trước đi. Cứ ấn xem trước theo dõi. À, ấn xem trước đi Phương Tiến đi. Lúc nào nhà em like là thông báo luôn trên tường nhà chị. À, thông báo luôn, thông báo của chị. Chị béo lắm. Chị bao nhiêu cân mà chị béo hả chị Huệ? Bao nhiêu cân mà béo? Hướng Dương ơi, bộ này chốt để 62kg mà. 50kg không rộng đâu. Em 49 cân mà Nguyễn à, em có 48 cân ý. Em bị sút mất 1 cân rồi. Em 48 cân này Nguyễn Ngát ơi. Mặc vẫn đẹp mà. 53kg vừa đẹp luôn, Vi Đăng Trường ơi. Bộ em mặc bao nhiêu? Bộ em mặc 290k nha chị Bích Hiền. Chỉ có 290k thôi các tình yêu ạ. Bộ em dày mịn như thế này mà ngoài thị trường bán 360-370 của nhà em bán có 290 thôi. Đó, lãi được có 10-15 nghìn. Bán lấy số lượng cho các chị thôi chứ có lãi lời nhiều gì đâu. Lên để lãi ít lắm, trời ơi 10-15 nghìn thôi. Bán chạy số lượng ý, nhập nhiều mà. Em bạn em bán lấy số lượng ấy. Đấy, chất len bao mềm mịn nha, không vai không bù luôn nha, bao giặt máy cho các chị luôn nha. Chị cũng là bạn của khu đấy ạ. Vâng. Cho chị bộ xanh Kiều Trang cho em xin số điện thoại nha. Chị 60kg nhưng có 1m50 này ạ. Bộ đi màu xanh giá bao nhiêu? 290k nha Nguyễn Hoàn ơi, 290k nha. Đấy, bộ xanh em còn mặc 2 bộ nha. Em còn 2 bộ xanh thôi, chị nào chốt xanh nhanh nào để em qua màu đen nha. Bộ xanh em còn 2 bộ thôi, bộ em mặc với cả bộ ở đây nữa là chỉ còn 2 bộ thôi. Xanh em còn 2 bộ thôi nha các tình yêu. Vâng, Kiều Trang cho em xin số điện thoại đi. 60kg mà có 1m50 à. Công nhận béo thật. Chị Huệ công nhận béo thật. 1m50 mà tận 60kg là béo thật. Chất len nha chị ơi. Len Quảng Châu nha. Len Quảng Châu.
Kiều Trang, ok, chốt Kiều Trang màu xanh rồi ha. Chất vả, chất len nha Bích Hiền ơi, len Quảng Châu nha. Len Quảng Châu mềm mịn không bay không xù luôn nha Bích Hiền ơi. Len Quảng Châu mềm mịn không bay không xù này, không bay không xù này, tất cả mọi thứ đều bằng len luôn nha, không phải bằng cái vải 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 may may ở đây đâu. Toàn bộ là bằng len nha. 58. Ok chị Huệ, mai em gửi cho bộ đen. Mai em like bộ đen vào mà đặt nha chị Huệ ơi. Mai nha, hẹn chị ngày mai nha. Len Quảng Châu có tình yêu ạ, len Quảng Châu thích lắm. Trời ơi, không bay không xù, bao giật máy cho mọi người luôn. Nó dày lắm, mình dày, dày dã man luôn. Có 290k bộ len này, quá là rẻ luôn ý. Chị ơi, qua mẫu để em dùng đơn. Chị ơi, em nhận áo dạ, khi sáng rồi. Đẹp lắm mà, nhưng mà rộng à? Thắm Dũng rộng chị đổi cho Thắm Dũng ơi. Cứ mai gọi điện cho chị nha Thắm Dũng. Ok, chốt cho Thắm Dũng bộ màu xanh nha. Chốt cho Thắm Dũng bộ len màu xanh nha, bộ len màu xanh nha. Ok, mai chị đổi cho, mai có gì gọi cho chị nha. Bây giờ chị đang like rồi. Mai nha. Ok, chốt cho Phượng Nguyễn bộ màu đen nha. Em phải mặc lên bộ đen nhé. Hết xanh. Thank you.
đôi màu xanh, hai bộ qua gửi cho chị chưa, khỏi mấy bộ màu xanh nữa. Bích Hiền đặt chưa? Hai bộ hôm qua. Tức là chị không lấy bộ xanh hôm nay nữa đúng không? Hôm nay bộ xanh chị đặt chưa? Bích Hiền chưa chốt rồi. Hàng hôm qua nhà em đi hết rồi nha. Hàng hôm qua nhà em đi hết rồi nha. Bộ em đang mặc này, xinh chưa? 290k nha. 290k nha các tình yêu ơi, 290k nha. Lên nha chị Kim Ôi ơi. 60kg vừa nha chị yêu ơi, 60kg vừa nha, chào Bùi Thanh Huyền nha. 60kg vừa nha tình yêu ơi. Bộ đang mặc 290k nha chị Huyền Trần ơi. Bạn chị hỏi chất liệu có dày không? Dày nha Út Lê ơi. Dày nha, dày dặn vừa phải nha Út Lê ơi. Nói chung là chất đẹp lắm chị ạ. Út Lê yên tâm nha, dày dặn. Chào mẹ bé Kem nha, có lấy áo da nữa không chị? Áo da chị vẫn còn mà Tuyết yêu thương. Ok, hai bộ ở Puma. Vâng, ok Bích Hiền nha. Hàng đơn hôm qua chị đặt thì đi hết rồi. Vâng. Áo da em vẫn bán mà, áo da vẫn có mà, Tuyết yêu thương. Đó, chị nào đặt bộ đen em mặc nữa không? Trời ơi, đẹp lắm ý. Em cảm ơn chị Trần Nguyên nha. Áo da đẹp lắm, thank you.
Trần Nguyên nhận áo ra rồi, đẹp lắm. Ôi chị Trần Nguyên đã nhận được hàng rồi à? Ôi cảm ơn Trần Nguyên nha. Đấy, áo ra nhà em đẹp mà. Trời ơi, chất đẹp luôn, bao cho mọi người, mặc trên 2-3 năm luôn. Trên 2 năm nha, không nổ luôn, thề. Đấy. Chị cao 1m4, 44 cân. Em ơi, bộ Puma đấy chị mặc không vừa đâu. Bộ Puma đấy chị mà mặc ra thì nói lắm, nó dài lắm. Cô Thảo ơi, size L 60kg mặc vừa mà. 60kg mặc vừa bộ xanh nha. Hàng 370 này Thắng Dũng ơi. Bộ này cũng bẻ được mà. Đấy, xong kéo khóa lên trời, mình đang mặc áo len bên trong nên nhìn nó hơi bị cộm. Đấy, Thắng Dũng ơi. Em thích kiểu 430 hơn à? Kiểu 430 chỉ còn size L thôi. Chỉ cao 1m56, nặng 52kg. Có vừa, bộ em đang mặc vừa nha. Chị Hạ Trắng ơi, mặc đẹp luôn. 52 cân mặc đẹp nha, Hạ Trắng ơi. Mặc vừa nha. Khi mô có kiểu đó gửi kèm cho em được không? Áo da á? Áo da size M màu đen hử? 430 hở? Ok Thắng Dũng nha. Chị bán áo khoác hở? Ừ, chị bán áo da. Như Khởi ơi, chị bán áo da nha. Chị bán áo da nha. Bao nhiêu thế? Chị ơi, 290k nha tình yêu ơi. Chỉ có 290k thôi. Bao giá bao chất cho các chị luôn. Chất len đẹp vô cùng, không ba không xù. Bao giặt máy cho tình yêu luôn nha. Đấy. Len eo kỳ nha. Đấy. Còn đấy kìa, còn size M. Thắng Dũng ơi, mà Thắng Dũng có 48 cân cơ mà. 48 cân mặc S vẫn được. 48 cân mặc S vẫn được luôn. Thắng Dũng ơi, này hàng 430 còn này. Còn duy nhất một cái size M Thắng Dũng còn lấy, ok chị dồn đơn cho. Gửi luôn cho này. Hàng 430 này Thắng Dũng ok này.
em mặc đẹp và xinh nhỉ? Chị Ly Hương chị. À, em cao 1m6 mà chị Ly Hương cao 1m4 đúng không? Chị cao 1m4 thì mặc nó hơi bị dài ấy. Dạ. Áo da ý à? Áo da ý 430 chị Liên Hồng ơi, có cả loại 370 đấy. Áo da ý có hai loại, một loại 370 với một loại 430. Loại 430 là cổ bé. Loại hai cổ, còn loại 370 là cái loại mà nó chỉ là cổ 3 phân thôi. Ok, lặng lẽ trôi nha. Đây nha các chị ơi, quần ống nó bo ấy, nó bo như thế này này. Bo, chị Ly Hương chị mặc thì cũng đẹp thôi, nhưng mà cái bộ cung A đấy chị mà mặc thì cái quần nó hơi bị dài ấy. Nó hơi bị dài ra, nó hơi bị dài, nó bị thụng thụng ấy, về phải cắt đi ấy, thì chẳng quá tội. Nhưng chị mặc bộ này thì quần vừa, không bị dài đâu. Mai em like nguyên Fendi với cả Puma.
ơi, còn ai đặt bộ len em đang mặc không? Trời ơi, màu đen này đẹp mà. Len này bông, len này bông gấu đẹp lắm. Út Lê, em chỉ lên mẫu len này thôi, Út Lê ơi, em chỉ lên mẫu len này thôi. Mẫu khác mai mới lên. Bộ bạn đang mặc có mấy màu vậy? Ờ, 47 cân cao 1m62 mặc được nha bạn Lăng Tím ơi. Tuyết yêu thương, khi nào lấy cho em một áo da 430 size M màu đen nhé, số điện thoại. Khi nào có gọi em. Ok, Tuyết yêu thương nha. Ok, Tuyết yêu thương nha. Ok, Tuyết yêu thương, có chị gọi cho nha. Không đâu trời ơi. Em mặc cũng tạm được thôi chị Ly Hương ạ. À, trời ơi. Em cao 1m6 nặng 49 cân đi nên là người nó cũng vừa vừa nên mặc cái gì cũng được cái Ly Hương ạ. À, 47 cân cao 1m62 mặc được nha bằng ăn Tím ơi. Đúng rồi, đây là bộ len nha Phương Dung chị ơi. Chị chỉ còn màu đen thôi. Chỉ có hai màu đen với cả màu xanh ấy. Nhưng mà bây giờ chị chỉ còn màu đen thôi. Phương Dung chị ơi, màu đen đẹp mà. Màu đen đẹp nên chị lấy nhiều nên là nó còn nhiều. Màu đen đẹp lắm. Màu đen đẹp lắm. Quần có túi nha, ống bo gấu nha. Trời ơi, đi đôi giày thể thao lên nữa thì đẹp lắm ấy. Chốt cho bạn ăn Tím bộ đen nha. Chốt cho bạn Lăng Tím nha. Ship về Hưng Yên 25k nha chị Phương Dung chị ơi. 25k nha tình yêu ơi. Chị ơi, ship toàn quốc 25k nha. Chị Phương Dung chị đặt hàng để lại số điện thoại cho em nha. Phương Dung chị đặt hàng để lại số điện thoại cho em nha. Ship toàn quốc, ship về đâu cũng là 25k hết nha. Phương Dung chị ơi, đặt hàng để lại số điện thoại cho em nha.
chào Diễm Quỳnh nha. Mọi người ơi, xem like đẩy cho em đi, chia sẻ cho em, đẩy lượt view cho em đi. Ôi lượt view tự nhiên nó có mấy sai vậy chị Linh Hồng ơi. Bộ em đang mặc sao Linh Hồng hỏi nhiều thế nhỉ, từ nãy giờ hỏi mấy lần rồi ấy. Chốt cho đến 62kg đổ xuống nha Linh Hồng ơi, chốt từ 62kg đổ xuống nha chị ơi. 62kg đổ xuống là mặc vừa nha, còn trên 62kg là mặc đến kích nha. Em chốt 62kg, 62kg đổ xuống mặc vừa nha Linh Hồng ơi. Trời ơi bộ này đẹp lắm luôn đi, trời ơi chất len của nó mềm mịn dã man luôn, không bay không xù đâu các chị ạ. Trời ơi quay gần cho mà xem này. Đấy hai cái đường ở bên này nó cũng là len hết nha. Cũng là dệt len hết nha, không phải là may mặc gì hay thêm một cái gì đâu. Bộ này 62kg đổ xuống mặc vừa nha Hoàng Vi ơi. 62kg đổ xuống mặc vừa nha Hoàng Vi nha. Bộ này đẹp lắm, chất len đẹp cực, không ba không xù luôn ý. Đấy Hoàng Vi đặt hàng để lại số điện thoại cho mình nha. Hoàng Vi đặt hàng để lại số điện thoại cho mình nha. Hoàng Vi với Liên Hồng đặt hàng thì để lại số điện thoại cho em chốt luôn nha. Hoàng Vi với cả Liên Hồng nha, đặt hàng để lại số điện thoại cho em chốt luôn nha các chị ơi. Chào Nguyễn Thị Xoan nha. Không có bộ len chui không khóa hả chị? Giang Hương ơi, chị không có bộ chui đâu. Không có bộ chui đâu. Bộ khóa này mặc đẹp mà, bộ khóa này mặc vừa đẹp vừa tiện luôn ý. Kéo lên kéo xuống nó tiện đi. Cái bộ chui kia cứ phải chui ra chui vào ấy, nó không tiện như khóa này đâu. Khóa này vừa đẹp vừa tiện mà. Thủy Hải bảo gì đấy?
cho các chị nha. Các chị ơi có thích Puma không? Em lên Puma cho các chị nhá. Len nhà em cũng còn nhá, riêng len nhà em cũng còn luôn. Và len em đang mặc này có đủ 3 màu luôn nhá các tình yêu nhá. Có đủ 3 màu luôn. 101 một cái ạ. 110k một cái. Chị yêu nào lấy áo len này chốt em nhá. Xong này em chuẩn bị nghỉ đây các chị ơi. Em chuẩn bị nghỉ đây ạ. Chị yêu nào đặt cái gì thì hẹn các chị ngày mai nhá. Hẹn các chị sáng mai nhá, mình lại gặp lại nhau nhá. Bao nhiêu tiền với bạn? À, Phạm Liên ơi, bộ đen này là chất liệu là len 290k một bộ chị yêu nhá. 290k một bộ. Đen eo kỳ luôn nha chị ạ, à, đẹp lắm. Từ đường trần của nó đen luôn chị ạ. À. Nếu ok thì chốt hộ em nhá. Chất liệu của nó đây ạ, à, nó là len. Nó là len nhá chị nhá. Cái này 60-62 cân đổ lại mặc vừa luôn. 60-62 cân đổ lại mặc vừa luôn ạ. À. Còn chị yêu nào lấy thì chốt nhá. Còn chị yêu nào lấy thì chốt nha. Theo đẹp luôn nha các chế nha, theo đẹp luôn, bao đẹp cho các tình yêu luôn. Không chị nào lấy nữa thì em nghỉ nha, hẹn các chị ngày mai nha. Cho chị cầm bộ thu đông đi. À bộ thu đông á, bộ thu đông nhà em chỉ có bộ chất umi thôi chị yêu ơi. Không về à? Chất umi thôi. Em lên bộ Puma cho chị xem nhá. Em bộ gì chị Hằng thích bộ gì ạ? Có chị nào thích bộ len thì chốt em nhá. Em còn có mấy bộ len thôi. Như là lấy thì chốt. Chốt cho em bộ len. Mặc đẹp lắm các chị ạ. Len vừa đẹp vừa ấm. Mấy bộ len mai thì em sẽ lên lốt. Em chào chị Bình Lồng nha. Bộ thu đông á, thu đông về em lên nốt bộ Puma cho chị xem nhá. Em lên nốt bộ Puma cho chị xem mà em nghỉ nha. Bộ Puma này em lên nốt bộ Puma cho các chị yêu này. Quần len á chị, không chỉ có bộ len thôi. Phương không chị ơi, bộ em đang gấp là bộ len, chị có thích không? Còn bộ này là bộ Puma này chị này, bộ này mặc cũng thích lắm này chị này. Nhà nghe bộ này có size nhá, bộ này có size nhá, bộ này mặc thích lắm chị yêu ạ. Đấy, có size luôn, có size ML nhá. Bộ em đang mặc này là 240k nhá các tình yêu nhá. Bộ em đang mặc là 240k. Puma bao đẹp luôn, cổ rất là đẹp luôn này chị này. Có lấy ok thì chốt hộ em, xong em nghỉ đây ạ. Puma chất umi đẹp lắm các tình yêu ơi, chất umi đẹp lắm, mặc thích cực kỳ luôn ạ, mặc thích lắm luôn nha. Em có size cho các chị 60kg đổ lại luôn ạ, có size cho các chị 60 cân đổ lại luôn. Chị yêu nào lấy thì chốt hộ em cân nặng cộng số điện thoại, em chốt hàng cho nhá. Cân nặng cộng số điện thoại ạ, em chốt hàng cho các chị ạ. Umi đẹp luôn này các chị ơi, chất umi bao đẹp luôn nhá. Cần chốt cho em cân nặng thôi là em xem là các chị có vừa không. Chị Hằng thì có thích bộ này không ạ? À? Có thích bộ Puma này không chị yêu ơi? Chị có thích bộ Puma này không thì ok em chốt hàng cho chị nhá. Đây. Em có đen với đỏ nhá chị ơi, chị Hằng ạ. À. Bộ này em có đen với đỏ.
Em chào chị Nguyệt Thu nha. Bộ len đẹp mà Phương Dung, chị ơi, bộ len đẹp, len eo vì đẹp lắm, 290k. Em bao nhiêu cân? Em bao nhiêu cân em yêu ơi? Bộ len chỉ còn khoảng mười mấy bộ thôi, về 50 bộ hết rồi, còn có mười mấy bộ thôi, 23 bộ thôi. Em có lấy bộ đen không? Phương Dung ơi, chị Phương Dung ơi. Bộ này đẹp, bộ này thì chất thích lắm. Chất này không chơi được. Chất này quá đẹp rồi, trong các loại chất, chất Umi là chất đẹp nhất đấy các chị ạ. Umi là chất mà nó không, thứ nhất là nó không bị bay, không bị xù. Co giãn thoải mái luôn. Đấy. Các chị không phải lo về chất Umi này luôn nhá. Cái này em có đỏ với đen, đỏ với đen. Hàng có cũng đẹp luôn. Em 52 cân em mặc thoải mái luôn. Em mặc vừa cả bộ ba này, vừa cả bộ đen luôn nhá em nhá. Bộ đang mặc là 240, chị Hương Pha này của em đang mặc là 240k. Chất Umi đẹp luôn chị yêu ạ, chất Umi bao đẹp luôn ạ. Chị có lấy thì em chốt hàng cho chị nhá. 240 chị yêu ạ. Chị em đấy. Bộ này chất Umi, các chị yên tâm về chất luôn, nó có size, nó là Quảng Châu nên nó có size ML các chị ạ, có size ML. Em thì còn vài bộ thôi, bộ này em có size ML, còn riêng bộ đỏ thì còn size M thôi. Bộ đỏ không có size đâu, bộ đỏ chỉ còn size L thôi chị ơi. Bộ đỏ còn size L nhá, 54-60 cân nhá, 54-60 cân. Nó là quần đen hết chị ạ, nó là quần đen hết, nó chỉ là áo đỏ thôi, nó khác cái áo đỏ thôi chị ơi. Em chào chị Trần Thanh nha. 60kg Hương Phan mặc vừa đấy ạ, mặc vừa size L đấy ạ. Cho chị xem bộ xanh nào. Bảo Châu ơi, bộ xanh nào ạ? Bộ xanh em hết rồi chị ơi, bộ len xanh em hết sạch rồi nhá. Em chỉ còn len đen thôi Bảo Châu ạ. Em chỉ còn len đen thôi. Hương Phan ơi, bộ em đang mặc chỉ mặc vừa size L luôn. Xanh không cổ á, xanh không cổ hết rồi chị yêu ơi, còn màu đen thôi ạ. Cái bộ đấy là bộ len đấy chị ơi, bộ đấy là bộ len và em chỉ còn màu đen thôi chị nhá. Hết màu xanh rồi, còn đen thôi chị yêu ạ, còn đen thôi. Em chào Trần Liên. Hương Phan vừa luôn đấy chị ạ. Chị 60kg chị cao mét bao nhiêu ạ? Chị Hương Phan ơi, chị 60kg chị cao mét bao nhiêu để em xem là chị có mặc vừa không. Nếu mà 60 cân ấy thì em còn bộ cả đỏ và đen đấy, còn cả đỏ và đen hai size của chị luôn ạ. Hai size chị mặc vừa luôn chị yêu nhá. Cho chị xem xanh em hết rồi Bảo Châu ơi, em hết sạch bộ xanh rồi chị yêu ạ. Em không còn bộ xanh rồi, bộ xanh em hết sạch luôn rồi mà. Em chỉ còn một bộ đen thôi, có bộ len kiểu đấy nhưng màu đen thôi, chị có chốt không? Có bộ kiểu đấy nhưng màu đen thôi ạ. Chào Lily Phạm nha, chào các chế nha. Đây ạ, bộ đỏ đây này chị, chất của nó đây nhá. Các chị nhìn thấy chất của nó chưa? Đanh mịn, hàng thêu đẹp luôn, hàng thêu đẹp luôn, đanh mịn luôn, chuẩn size chuẩn số luôn. Tay bo của nó cũng là chất Umi luôn. Đây ạ, các chị thấy chưa? Đẹp lắm nhá. Ai lấy cái nào thì chốt hộ em. Màu cộng số điện thoại cho em ạ. Màu cộng số điện thoại cho em ạ. Đây. Hương, chào Hương nha. Hương chưa ngủ à Hương ơi? Còn chị yêu nào đặt cái gì nữa không thì vào em chốt nốt cho, xong lại em nghỉ đây. Hôm nay thay đổi thời tiết hay sao, đau đầu lắm các chị ạ. Từ tối đến giờ mà em liver mà em cứ đau hết cả đầu ấy. Không biết là có phải thời tiết thay đổi hay là mai mưa to đấy không biết. Chị Hương Phan có lấy không thì em chốt cho chị yêu, xong lại em nghỉ đây chị nha. Hẹn các chị ngày mai nha. Hẹn các tình yêu của em ngày mai. Puma thì vẫn còn hàng, hàng về liên tục luôn, tại vì nó quá đẹp luôn các chị ạ, quá đẹp luôn. Puma này các chị không chê được, chất nó đẹp lắm. Em chào chị Thùy Linh nhá, chào các tình yêu nha. Thank you.
xanh nhá, lên xanh hết rồi Ngọc Mai ơi. Chị yêu nào mà thích len xanh thì cứ để lại số điện thoại cho em nhá. Bộ len Phương Dung chị ơi còn màu đen mà. Chị không thích màu đen à? Màu đen đẹp mà. Em đây Ngọc Mai, em đây. Các chị ơi, các chị lấy len xanh ấy cứ để lại cho em cái ấy đi. Số điện thoại đi. Em chốt cho các chị đấy nhưng mà có thể ngày mai là vẫn còn đấy. Em chốt cho các chị đấy rồi nhưng mà có thể có đơn không gọi được ấy, nên là các chị cứ để lại cho em số điện thoại nhá. Trường hợp mà mai cái bộ len xanh nó không chốt được đơn em sẽ gọi lại cho các chị. Ngọc Mai thích len xanh để lại cho em xin số điện thoại này. Chị Phương Dung cho em xin số điện thoại nha. Mai em còn bộ xanh nào em gọi lại cho chị ạ. Hai chị cứ để lại số điện thoại thì kiểu gì các bạn chốt bộ xanh đấy kiểu gì có đơn không gọi được mà các chị. Không gọi được thì em sẽ gọi lại cho các chị luôn. Bán cho các chị nào mà thực sự thích thôi. Chứ còn gọi 2-3 lần mà không nghe máy là bọn em tự động hủy đơn luôn ạ. Thôi, em chào cả nhà nha. Em chào các chị nha. Chúc các chị ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại các chị trong livestream tiếp theo nhá. Tầm khoảng tầm 9:30 ngày mai nhá. 9:30 sáng chủ nhật nha. Các chị quay lại với em nha. Em sẽ đi vờ áo len này, bộ đồ này, áo phao này. Cho chị á Ngọc Mai. Chào Vân Anh Hoàng nhá. Chị lấy bộ à chị yêu ơi? Lấy bộ thì để lại cho em mấy đi. Để lại cho em số điện thoại đi. Nếu mà mai mà các bạn ấy không gọi điện được thì em sẽ gọi điện cho chị nhá. Sao em không hiểu chị nhắn đi luôn ấy. Có gì chị cứ inbox cho em nhá. Ngọc Mai nhá, có gì cứ inbox cho em nhá. Bây giờ em nghỉ đây ạ. Chúc các tình yêu ngủ ngon nhá. Muộn quá rồi, 11 giờ rồi các chị ạ. Em chào cả nhà nhá.